Xin chào các bạn, đây là cái book thư điện đa năng mình vừa mới đặt mua ở trên Lazada. Thì mình là dân kỹ thuật hay đi công trình hay leo trên cao, thì mình thấy rất là tâm đắc với cái book thư điện đa năng này. Sau đây mình cũng quyết định làm một cái đoạn video ngắn để giới thiệu một số cái chức năng của cái cây bút này mà mình đã test rồi, để chia sẻ đến các anh em kỹ thuật. Rồi, sau đây mình sẽ khui hộp cây bút này ra. Rồi, vỏ hộp làm cũng khá là ok đấy bạn. Rồi, đây là cái thân bút nè, cầm nhỏ gọn nè, mình thấy khá là chắc chắn á. Rồi đây là cái que để mình sử dụng cái chức năng đồng hồ vạn năng. Rồi, ở đây nhắn giữ nó màu đỏ để mình mở nguồn nè. Rồi thì cái cây bút này nó sẽ có hai chức năng, thứ nhất là bút thư điện, thứ hai là đồng hồ vạn năng. Thì với cái chức năng bút thư điện thì mình có thể là kiểm tra tiếp xúc hoặc là không tiếp xúc. Không, thì để sử dụng cái tính năng bút thư điện á, thì ở trên nó có cái nút này. Cái nút này thứ nhất là có cái chức năng là mình nếu mình nhắn giữ á thì nó sẽ mở đèn ha. Nhắn giữ để tắt. Thứ hai là nếu như mình nhắn một cái á, thì nó sẽ thứ nhất là sẽ chuyển qua cái chế độ EF. Thì cái chế độ này là để mình kiểm tra không tiếp xúc nè. Rồi, chế độ thứ hai là chế độ kiểm tra tiếp xúc line nè. Rồi, mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ test được cái chế độ là mình kiểm tra tiếp xúc nè. Kiểm tra dây nóng, dây nguội nè. Rồi, cái này dây nguội không thấy gì hết. Đó, nếu mà dây nóng á, thì nó sẽ báo là chữ O với chữ L nè. Đồng thời cái đèn đỏ sáng nè, cái tiếng bíp bíp dài nè. Rồi tiếp theo là chuyển sang cái chế độ EF thì mình kiểm tra điện không tiếp xúc. Rồi, kiểm tra dây, ví dụ như dây nha. Đó, thì khi mà mức tín hiệu nó còn yếu á, thì nó sẽ sáng xanh, tiếng bíp nó chậm không. Mình tiến lại gần hơn thì nó sẽ bíp nhanh hơn này. Rồi, và khi mà cái tín hiệu nó mạnh á, thì nó sẽ bíp nhanh và sáng màu đỏ. Rồi, đó là cái chức năng bút thư điện. Chuyển sang cái chế độ đồng hồ vạn năng. Thì ở trên cái bút này mình có thể đo được là thứ nhất là tụ điện nè, kiểm tra nhiệt độ nè, đo tần số nè, kiểm tra diode nè. Rồi ở cái chế độ auto á, mình tức là để auto là mình có thể đo được là điện một chiều nè, DC nè, AC nè, kiểm tra ngắn mạch nè và đo điện trở không. Rồi đây mình đang để chế độ auto nè, mình sẽ cắm cái Wacom này vào để dùng cái chức năng đồng hồ vạn năng. Rồi tối quá thì mình nhấn giữ nút hold này để nó sáng cái đèn màn hình lên là mình dễ quan sát. Ok, ra thử xem nha. Rồi đo điện này là auto nè, tự động nhận diện này, điện AC này 225V. Đo điện DC nha. Rồi cũng auto luôn, tự động nhận diện luôn, điện DC 12V, 12,92V. Ok. Rồi thì đó là một số cái chức năng chính của cái cây bút này. Thì cái cây bút này mình đặt trên Lazada là giá là 252k bao gồm cả phí ship. Và cái cây bút này là mình đặt hàng nước ngoài nha các bạn. Phí ship nước ngoài cộng với lại giá luôn là tổng là 252k. Thì mình nói chung là mình đánh giá cái này ở với cái mức giá này thì thấy khá là ok không.
tiện lợi cho các anh em kỹ thuật của mình đi công trình, đi leo trèo trên cao quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.